Chào các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của VDI Shop. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới nhưng lại rất quen thuộc với các bạn, đó là sản phẩm của BF Audio Mic Z11/2019. Thì Mic Z11/2019 này nó sẽ có một số tính năng khác biệt và một số thay đổi nhỏ so với Z11/2018, và sau đây mình xin mở hộp đánh giá chi tiết về sản phẩm này nhé. Vâng, mình xin mở hộp để xem bên trong bao gồm những phụ kiện gì nhé. Mình có một sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, một jack 6 ly để kết nối với âm ly, một bộ nguồn, vòng chống lăn cũng như là chống chày của micro để bằng bên, hai cây anten để thu sóng của đầu thu sóng micro, micro Z11 phiên bản 2019 này để bằng bên. Chúng mình sẽ review chi tiết về cái micro này, có nhiều điều thú vị về cái micro này lắm. Là bộ thu sóng không khác gì cái bộ Z11/2018. Về phần thiết kế thì Z11/2019 vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ 2018, đó là mặt trước được làm bằng thép không dỉ màu gold, phần thân được làm bằng nhôm CNC nguyên khối và sơn được sơn bằng sơn tĩnh điện nano chống dỉ cũng như là chống va chày xước. Về phần mặt trước và phần trên của bộ thu sóng gồm có một logo BF Audio, một nút nguồn, một tem cáp rồ và tem chính hãng của audio, một màn hình LED hiển thị thông số và nút cân chỉnh riêng biệt hai kênh của bộ thu sóng, và một cái model của bộ thu sóng là Z11, một tem chống hàng giả của BF Audio. Mặt sau gồm có jack cắm nguồn, hai jack cắm anten để cho thu sóng, hai jack Canon cho hai kênh riêng biệt, một jack 6 ly cũng như là thông số cơ bản của bộ thu sóng Z11. Đây là sự khác biệt lớn nhất của bộ sản phẩm Z11/2019, đó là hai cây micro. Hai cây micro của Z11 được phủ sơn đen hoàn toàn, khác hẳn với micro Z11/2018. Từ đầu lưới cho đến thân được phủ phần sơn đen đầu lưới bằng thép không dỉ, còn phần thân chúng ta được làm bằng nhôm CNC chống chày xước. Bạn có thể thấy đây là phần thân của mic Z11/2019 được thiết kế bằng đường viền cắt kim cương tạo sự óng ánh cũng như là chống trơn trượt hoặc là chống bám mồ hôi tay rất là tốt. Phần thân của micro Z11 cũng có một logo của BF Audio, một màn hình hiển thị thông số của dung lượng pin cũng như là tần số của micro, một nút nguồn được bọc cao su bấm rất là êm tai. Phần đuôi của micro thì có một cái tem của cáp rồ. Bên trong phần thân của micro gồm có mã vạch của hãng, tem bảo hành cũng như là tem cáp rồ và khe đựng pin. Thì khe đựng pin này của chúng ta được đựng hai pin, thì mình cho đầu âm lên trên và đầu dương xuống dưới, lắp đầy hai pin là mình có thể sử dụng được. Đây là mic Z11/2019 khi mình lắp đầy đủ phụ kiện. Thì về tính năng của mic Z11/2019 thì cơ bản vẫn không nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi đặc biệt của mic Z11 này đó chính là độ bền cao, khả năng chống va đập gấp 2 hoặc có thể là gấp 3 lần so với phiên bản 2018, cũng như là khả năng chống và chịu đựng nước của củ mic rất cao. Thí dụ như bạn lỡ làm tay rớt củ mic vào nước hoặc là nhúng vào nước thì khi các bạn cầm lên và hát thì cái tiếng của các bạn vẫn không có gì thay đổi lắm, hoặc có thể nói là không có thay đổi luôn. Các bạn có thể mở củ mic ra, sấy khô và tiếp tục xài bình thường, và có khả năng cắt âm cảm biến
Đây là có hai chế độ âm cảm biến luôn nha các bạn, từ thấp cho tới cao, và có khả năng là khóa luôn cái cách âm cảm biến này luôn, khi rất phù hợp cho công việc thuyết trình của các bạn. Khi các bạn để lên cái cây hoặc là cái kệ micro, nó sẽ không bị tắt tiếng nửa chừng. Và sau đây mình xin test thử một đoạn nhạc về cái mic T11 này. Một người ra đi ngồi vắng, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu vơ vơ, mà thương nhớ mang trái tim vỡ tan bao. Chuyên gia âm thanh karaoke VDA, với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy là mình đã đọc hộp review xong sản phẩm ZB1 2019 và giá em nói là 7.600.000 đồng. Giá cao hơn so với phiên bản cũ 2018, nhưng bù lại các bạn sẽ có một sản phẩm đẹp hơn, độ bền cao hơn và cũng như là chất âm hay hơn. Thì ZB1 2019 đã có mặt hầu hết trên các showroom của VDA. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment hoặc là gọi đến số hotline để bên nhân viên VDA hỗ trợ các bạn. Và sau đây mình xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và đăng ký kênh VDA nhé. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.